Chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ trình bày cho anh chị về nguyên lý chuyển động giá của thị trường chứng khoán. Thì cái nguyên lý này thì nó được giới đầu tư chuyên nghiệp áp dụng, và thường cái những nguyên lý này sẽ bị giấu kín, và những anh chị nào chỉ có những dân chuyên nghiệp thì biết được cái nguyên lý chuyển động này, còn những dân tay mơ hoặc là người mới bắt đầu thì không thể biết được cái bốn nguyên lý này. Và những trong nguyên lý này thì cái khó nhất là cái thứ tư, là anh chị cần nghiên cứu cái thứ tư là cái khó nhất. Đầu tiên là em sẽ trình bày về bốn nguyên lý chuyển động giá của thị trường chứng khoán. Thì bốn nguyên lý nó sẽ có bốn nguyên lý chuyển động giá thị trường chứng khoán, bao gồm như sau. Thứ nhất là nguyên lý xu hướng, thứ hai là nguyên lý biên độ, và thứ ba là sóng, và thứ bốn là chu kỳ. Cái khó nhất là cái thứ bốn đấy, là chu kỳ đấy. Chu kỳ là cái khó nhất của cái bốn trong bốn nguyên lý này, và nghiên cứu chu kỳ là cái vô cùng khó luôn. Cũng phải đòi hỏi là rèn luyện và đầu tư khá lâu để biết được cái nguyên lý thứ bốn này, là nguyên lý chu kỳ. Về bốn nguyên lý này đấy, nó sẽ đại diện cho trả lời cho thị trường như thế nào. Thứ nhất là xu hướng sẽ trả lời cho câu hỏi là thị trường đang lên hay xuống. Lên thì có thể là lên như thế này, hoặc là đi ngang, hoặc là down trend. Đây, nếu mà đi lên thì nó sẽ có đỉnh đỉnh cao đỉnh trước sẽ cao sẽ thấp hơn đỉnh sau à, đỉnh à, không em sẽ nói là đỉnh sau sẽ cao đỉnh trước này, và đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là xu hướng là sẽ đi lên, còn xu hướng đi xuống, xu hướng giảm ấy thì sẽ là đỉnh trước lại cao hơn so với đỉnh sau này, đáy trước này lại cũng cao hơn so với đáy sau, là xu hướng giảm. Em sẽ nói lại nhé, xu hướng đi lên, xuống tăng là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy cao hơn so với đáy trước, và xu hướng giảm là đỉnh đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, là trong xu hướng giảm. Về thứ hai là biên độ. Biên độ thì cho biết là thị trường lên bao nhiêu và xuống bao nhiêu. Thường biên độ thì tí em sẽ trình bày ở trong file cho anh chị biết cách biên độ. Đây, trình bày luôn. Trình bày luôn trong file. Đây, anh chị biết cái biên độ này không? Đây nhá, em giải thích cho này. Em đi vào cụ thể biên độ vào con Vietcombank luôn. Anh chị biết biên độ của con Vietcombank nó như nào không? Nó chạy như nào không? Đây em sẽ sâu cho anh chị luôn. Đây nhá. Em xóa mấy cái này đi. Đây, ví dụ như cái này, anh chị biết nó chạy một loạt, nó chạy lên đây xong lại đặt phản ứng đúng không, nó tạo ra cái nến đỏ ở đây đúng không. Đây em giữ nguyên nhá, đây cái, từ đây đến đây có bằng đấy không, không em tạo bản sao cho anh chị thấy luôn. Đây, từ đây vào đây bằng đấy không, từ đây đến đây bằng đấy không, bằng từ đấy đến đây không, đây và từ đây đến đây có bằng đấy không, từ đây đây bằng đấy không, đến đây phản ứng này một cái nến đỏ này, và tiếp tục trong đoạn này đi đến đây nhá, xong và sao tiếp này, đến đây có bằng đấy không, đấy đến đây phản ứng này đi xuống này giảm này, đây, đến đây có bằng đấy không, đấy phản ứng giảm này. Trong đoạn này lên bằng đấy không, từ đây lên đây nhá, đây bằng đấy không, bằng đây không, từ đây lên đây bằng đấy không, đây phản ứng này
Từ đây đây bằng đấy không? Chạm cũng bắt đầu từ đây nhá. Lên đây. Không lên được nữa đúng không? Đến xuống này giảm này, xuống làm tí xuống này. Đây, từ đây đây bằng đấy không? Đây, từ đây đây bằng đấy không? Bằng cái vẫn em giữ nguyên cái đến này nhá. Đây là sụp, đây là cái mô phỏng biên độ của chuyển động đá nhá. Đây, từ đây đây bằng đấy không? Đây, phải đứng này. Lại phát nữa. Từ đây đến đây bằng đấy không? Đây, mấu chốt là từ đây nhá, tính từ đây nhá. Tính từ bắt đầu tính như đây. Từ đây bằng đấy không? Ở đây nhá. Ở đâu? Làm lại cái đấy này đi. Đây có một nguyên bằng đấy không? Đây nhá, đến đoạn này phản ứng nhá, một cái đen đỏ nhá. Và tiếp theo lại tăng tiếp này, từ đây tăng tiếp, nó tăng tiếp đến đây bằng đấy không, đến đây phát là giảm này, và đến đoạn này nhá, đến đoạn này này, đây, cũng đến đoạn này bằng đấy đúng không, đến đoạn này giảm phản ứng giảm xuống đúng không, ra 93 này. Đấy, đây là công việc của anh nhá. Mình mô phỏng con khác nữa. CP. Con ACB cũng thế này. Đây. Đây. Đến đoạn này bằng đấy không? Từ đây đây. Sao này? Đến đây và đứng đúng không? Bằng ấy đúng không? Chạm đây phát lại là phản ứng giảm này. À, đến đây bằng đấy không? Từ mốc dưới này này. Từ cái độ đoạn dưới này đến đoạn này bằng đấy không? Đây. Bằng đấy đúng không? Từ đây này đến đây bằng đấy đúng không? Tiếp theo này, đến đây bằng đấy đúng không? Đến đây phải đứng này, một cái nến giảm mạnh khá mạnh nhá. Tiếp tục tính từ đây lên nhá, bắt đầu tính từ cái mốc dưới này này, một này, một nhịp này, hai nhịp này, đến đây phải đứng đúng không? Và đến đoạn này đang phải đứng đoạn này này, đây một nhịp này, đến đoạn này liên tiếp này, hai nhịp này, đến đoạn này đúng không, đoạn này có cây nến đỏ đúng không, ở đây đúng không, em mô phỏng từ quá khứ đến hiện tại luôn đấy. Đây, xong quá khứ này, lấy từ quá khứ luôn đấy, đấy chỉ giới chuyên nghiệp nó biết thôi, chứ còn giới đầu tư tay mơ thì không, cứ suốt ngày gì mà giá cứ mua mua buôn bán thôi. Nói chung là giới chuyên nghiệp nó không cần nhìn bằng giá, nó biết đến đoạn nào đến biên độ đến đoạn nào là phản ứng rồi thì nó tránh. Như đến đoạn này đây, đây phản ứng đây, cái nến đang đang gì đây, nhiều người đã bán ở đoạn 26 rồi này. Đây một chút một biên độ khác. À, tiếp theo là đấy là em mô phỏng biên độ nhá. À, bây giờ thì nó sẽ làm xu hướng rồi này, biên độ rồi này, sóng và chu kỳ. Sóng thì nó sẽ cho biết là thị trường chuyển động như thế nào, lên thì lên như thế nào, xuống thì xuống như thế nào. Sóng thì nó sẽ cũng phức tạp hơn chút đấy. Và cái cùng là chu kỳ. Chu kỳ là cái vô cùng khó luôn. Chu kỳ nó cho biết là thời gian, cho biết là thời gian khi nào sẽ lên và thời gian khi nào sẽ xuống. Và cái nguyên tắc khi giao dịch ấy, thì nó sẽ có ba nguyên tắc như sau: là giá phản ánh tất cả này, thứ hai là giá chuyển động theo xu hướng và tới khi có điểm đảo chiều, và cái thứ ba nữa là thị trường thường có trí nhớ và hay là lịch sử lặp lại nhé. Đây, cái sóng ấy thì nó hơi phức tạp một tí,
sóng thì nó sẽ có nhịp lên nhịp xuống. Đây, như ví dụ như cái này nó lên như thế này này, sóng lại xuống này, lên một này, lên hai này, sóng lại xuống một này, xuống hai này, lên một này, sóng lại xuống này. Thường nó sẽ có biên sóng, nó sẽ có nhịp lên và nhịp xuống, lên thì như thế nào và xuống là xuống như thế nào. Hay là con V1 VR này, VR này, đây cũng nhịp lên nhịp xuống này. Con VR cũng có nhịp lên nhịp xuống khác nhau. Đây thường nó lên là 3 nhịp, 1 này, 2 này, ở đây nó là 3 này, và xuống 1 này, xuống 2 này, xuống 3 này, xong lại đến đoạn này là bắt đầu lên này. VN-Index thị trường thế này, thị trường cũng có xu hướng của nó, xứng có các sóng. Ví dụ như này, đây là lên 1 này, lên 2 này, lên 3 này, lên 4 này, xuống 1 này, xuống 2 này, xuống 3 này, và có thể là sẽ nhịp này là sẽ nhịp cuối, nhịp xuống 4 này nữa. Như thường nhịp cuối này sẽ ít thôi, nó không xuống mạnh như mấy nhịp đầu này, mấy nhịp đầu mà xuống là khá là mạnh. Đây trong quá khứ trước đấy cũng thế này, từ năm 15 đến 2020 này, đây cũng có nhịp lên này, 1 này, lên 2 này, lên 3 này, lên 4 này, xuống 1 này, xuống 2 này, xuống 3 này, xuống 4 này, bắt đầu từ đó nó lấy nhỏ này mới lên này. Đây là cái nhịp mà sóng của nó, sóng nữa là lên lên xuống. Và cái khó nhất là chu kỳ này. Cái chu kỳ là nó sẽ trả lời cho anh chị câu hỏi là khi nào thị trường sẽ lên và thời gian nó lên bao nhiêu và thời điểm, tính thời điểm luôn. Đây anh chị biết cái này không, chu kỳ chứng khoán Việt Nam thì là bao nhiêu năm rồi, bật đi luôn nên là 4 năm, 4 năm với chu kỳ ngắn, còn dài có thể là 15 thì nó chu kỳ dài nó 15 rồi, còn chu kỳ ngắn thì có thể là 4 năm. 4 năm là chu kỳ lên xuống của thị trường, tính cả lên cả xuống nhá. Đây từ đó, em giữ nguyên cái đấy này nhá, giữ nguyên cái thanh này nhá, không không thay đổi kích thước đâu nhá. Đây giữ nguyên, đây đến đoạn này, đoạn này có phải nó lên không, từ tính từ thời điểm này đến kết thúc sau pha giảm liên tục này thì đến đoạn này bắt đầu lên đúng không, và đến đoạn này giảm xong lại để tăng, đến đoạn này lại giảm xong bắt đầu tính đoạn này bắt đầu mới lên đúng không. Đây tiếp theo nữa là tiếp theo có phải đoạn này lên đúng không, đến đoạn này bắt đầu lên đúng không. Đây xong một chu kỳ đấy nhá, xong tính đoạn này bắt đầu lên đúng không, và đây là khi nào lên, và đây kéo cái thanh này thôi. Đấy sắp chu kỳ lên rồi này, gần tháng 5 nữa này, bắt đầu vào chu kỳ mới này, bây giờ tháng 2 rồi thì còn mấy tháng nữa thôi bắt đầu vào chu kỳ mới, nó tăng dài hạn nha. Đây sẽ là tăng dài hạn, sau chu kỳ mới sẽ tăng là dài hạn, có thể sẽ có nhịp điều chỉnh nhỏ như này, cái nhịp này này có thể sẽ có một nhịp điều nhỏ ở dưới quanh ở đây, một có thể rơi về 1.100 hoặc là 1.130, có thể rơi một chút. Đến đoạn này nó bắt đầu chu kỳ mới rồi thì khả năng nó sẽ tăng dài hạn. Đây anh chị nhìn thấy là trong quá khứ này có cái đoạn này có phải là nó bằng với cái đoạn trước không, cái thanh này bằng với thanh trước đúng không. Đây trong chu kỳ này tăng này, xong đến đoạn này giảm đúng không, cái thanh em giữ nguyên không thay đổi nha, thì có phải đến đoạn này nó đến đạt đỉnh ở 1166 và nó giảm điểm đúng không, giảm điểm xong đến đoạn này mới tăng đúng không, xong lại đến đoạn này mới tăng đúng không, đây nó mới tăng này. Đấy chỉ trong giới chuyên nghiệp người ta biết cái này thôi, còn giới tay mơ thì không thể biết cái này được, cái chu kỳ này nó khá là phức tạp, cần đòi hỏi sự rèn luyện và tỉ mỉ mới biết được cái này. Đây là chu kỳ nhá, chu kỳ nó sẽ và em chụp chụp vào chu kỳ ngành luôn đi,
Đây bật mí luôn ngành ngành HPG, ngành thép luôn, đại diện nó có HPG đi. Bỏ mấy cái thanh này đi, để lại cho chị xem. Đây anh chị biết là con HPG đúng không? HPG thì nhiều người biết rồi. Thế anh chị biết là nó chu kỳ nó bao nhiêu năm không? Bật mí luôn nhé, chu kỳ ngành thép thường là 3 năm rưỡi đến 4 năm. Đây. Cái này giữ nguyên thanh nhá. Có phải đến đoạn này nó lên đúng không? Đến đoạn này bắt đầu lên đúng không? Và tiếp theo, đến đoạn này bắt đầu lên đúng không? Đấy, giữ nguyên kéo thanh dưới đoạn này bắt đầu lên đúng không? Đây này, đến đoạn này bắt đầu lên này. Đấy. Có phải đối đoạn này là ăn múc và là ăn đúng không? Mấy đoạn này múc và là ăn đúng không? Đây, múc của đoạn này ăn bao nhiêu phần trăm đây? Từ đây kéo thanh lên. Đấy. 300 368% đúng không? Kéo phát đoạn này đến đoạn này ăn bao nhiêu? 400%. Đây là mình kéo đoạn này gần ngắn ngắn đấy, cao hơn nếu tầm 500%, đây 463% mức đoạn này. Thế đoạn này bao giờ lên? Kéo thanh này luôn thôi. Đấy. Đấy, cũng sắp lên rồi này, và chu kỳ mới rồi này. Là chu kỳ dài hạn đấy. Đấy, đây này, đến đoạn này bắt đầu múc rồi này. Có thể gom dần giữ dài hạn rồi này. Và các cụ biết là biên độ của con này là như thế nào không? Anh chị không biết được biên độ của con này không? Biên độ của con này nhá, bật mí này. Có phải từ đoạn này đến đoạn này, từ đoạn 1.000 đến 5.000 nó là năm tăng 5 lần đúng không? Từ đoạn này 3.000 đến 15.000 là tăng cũng 3 năm 10 năm đúng không? 5 lần đúng không? Thế đến đoạn này là 7 đi, 7 năm 3 năm. Thế đến đoạn này phải 40 là nó giảm đúng không? Cứ cho được cái đoạn này 8 đi, 8 năm 40. Đây đoạn này 8 đi. Đây, cứ tính đoạn này bắt đầu từ đoạn này là 8 đi. Trung bình là 8. 7 8 gì đấy, thì làm cho nó 8 đi. 8 năm 40 thì được đến đoạn này nó giảm đúng không? Đến 4 đến 4.000 4.000 này, giảm này. Đến đoạn này này. Vậy nó giảm 4 đến 40 không? Bắt đầu nó giảm đúng không? Tăng nữa đúng không? Và tính đoạn này bắt đầu, nếu tính đoạn này thì tầm 22 đi. 22 thì 5 nhân 5 lần những khả năng đến target có thể đến 100. Đây là biên độ đó. Thế bây giờ là múc là anh chị biết là nó rẻ hay nó đắt, vẫn rẻ chán. Và đây nữa, VN Index này. Thế anh chị biết là cái VN Index nó thế nào, nó chạy như nào không? VN Index thường nó là chuyển động như nào không? Đây, đến đoạn này, vẽ cho. Đây là một điển hình của biên độ nha. Đây. Có phải đến chạy nó chạy như thế này. Nó chạy đến đoạn này. Thì nó lại điều chỉnh đúng không? Đây giữ nguyên như lên này, đến đoạn này bắt đầu điều chỉnh này, một điều chỉnh đỏ đỏ này đây này. Đây đến đoạn này bắt điều chỉnh này, bắt đầu đỏ đây này. Nên là mọi người không cần nhìn bảng giá làm cái gì, nếu mà trong giới đầu tư chuyên nghiệp ấy không cần nhìn bảng giá, chỉ biết là cái này phát là đây, đến đoạn này bắt điều chỉnh đỏ đỏ đây đúng không?
ở chính ở đây đúng không? Đây thì quá khứ, đây hiện tại luôn đây này, hiện tại luôn, bây giờ luôn này, bây giờ luôn này, đến đoạn này đồ đỏ đúng không? Đang đồ đỏ đoạn này đúng không? Đang điều chỉnh ở đoạn này đúng không? Đây, giữ nguyên cái nến này nhá, không di chuyển nhá, không không gì đúng không? Đây từ đoạn tính ở này, này đến bốc này đúng không? Đang đồ đỏ này đúng không? Không di chuyển nhá. Khả năng là sẽ đây, nếu mà khả năng là sẽ tiếp lại và kỳ vọng nó đây nó sẽ lên tiếp lên 1150 này, mà sẽ có để file điều chỉnh như này, tạo đây điều chỉnh một chút, còn nếu mà không nó lên thì nó cắm lại tiếp, nếu lên nên cắm lại tiếp 1100 là cắm lên tiếp 1100 còn nếu không có điều chỉnh thì điều chỉnh thì nó sẽ về đây một chút xem mình lại, lại cắm cái nến này, cắm cái thanh này vào đây nên là cũng biết tầm nào thì mình lại cân nhắc có thể ra không lại điều chỉnh lại mua lại đây là chính ở đây này, kéo từ đây thôi đến đoạn này điều chỉnh đúng không? Đây đến từ đây đến đây đến đoạn này điều chỉnh đúng không? Từ đây đến đây đến đoạn này điều chỉnh này, trong trong cái đài nó đi trong cái cái thanh này đúng không? Xong đến đoạn này thôi, lại cắm cái nến vào đây, vào đây đến đoạn này bắt đầu lên này, lên đến đây lại điều chỉnh đúng không? Xong nó lại xuống này, xuống cắm đứng cái nến vào đây, đến đoạn này đang điều chỉnh này. Và đây nếu mà nó vượt lên, nếu mà vượt tiếp thì mình cắm thêm cái nến này, cắm thêm cái thanh này vào đây, nó vượt đến tầng nào thì biết có thể nó sẽ vượt đến tầng 1250 này, lại tiếp tục lên. Nếu mà nó lên tiếp thì mình cắm thanh, cắm cái này vào đây, cắm cái thanh thanh này vào đây, cắm lên như thế này, cũng theo phản ứng của thị trường thôi. Đây cái đoạn này cũng thế này, này đến đoạn này nó điều chỉnh nha, thầy có đúng bằng đấy không? Ừ, đúng luôn nha, y chang từ đây đây đúng y chang luôn. Thì đấy nhá, cái biên độ của VN Index ấy nó sẽ là 120 đến 130 điểm sẽ phản ứng bật mí luôn. Đấy là em đã mô phỏng cho anh chị cách về thứ nhất là xu hướng này, thứ hai là biên độ này, thứ ba là sóng này, thứ bốn là chu kỳ này. Và cái những cái này chỉ trong giới chuyên nghiệp, trong giới đầu tư chuyên nghiệp ấy người ta biết chính xác, nên là nhiều ông không cần nhìn bằng, cứ suốt ngày nhìn bằng giá, hay là trong cái chuyên nghiệp ấy người ta không cần nhìn bằng giá, người ta biết đến đoạn nào nguy hiểm, đoạn nào là an toàn thì người ta là đầu tư thôi. Đầu tư an toàn ấy thì người ta biết được đoạn này, đến đoạn này đoạn đầu tư nó xuống lên đúng không, an toàn rồi thì không sợ, còn đến đoạn này xuống giảm đúng không, nó nguy hiểm rồi người ta ra. Nên là đến đoạn này nhiều ông vẫn cứ múc vào, nên là vẫn ăn, tưởng nó giảm nó làm sâu, tưởng nó là gì vẫn múc vào, thế đoạn này là bị vỡ mồm. Đây đoạn này cứ múc vào là bị vỡ mồm thôi. Còn biết là xu hướng lên thì nó đến đoạn này xuống hết, đến đoạn này cạn rồi không lên được nữa thì giảm thôi. Đây thường là 4 năm đúng không, từ đầu 2023 này là tháng 3 2020 đúng không, thì bây giờ được 4 năm chưa, 2024 rồi thì còn đầu tháng 3 thôi, tháng 3 tháng 4 thôi, 4 năm đúng không, đến đoạn này đúng không, tháng 9 2016 này, cứ tính là từ tháng 3 2016 bắt đầu lên này, mình vẽ cái này hơi sâu nhưng thường thường nó là tầm 3 tháng 3 2016 rồi bắt đầu lên rồi này. Tháng 3 2016 này thì đến đây là tháng 3 2020 đúng không, thì là 4 năm rồi thì nữa thì xu hướng lên là lên đoạn này là lên đúng không, thì nó lên 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 cứ lên thôi,
nên trong đoạn này đạt đỉnh phát lại giảm này, giảm thì nó không giảm đột ngột một phát ngay, giảm giảm xong lại điều chỉnh, giảm xong lại điều chỉnh như xu hướng là xuống xuống chứ không phải xuống tăng nữa, xu hướng là xuống giảm, đến là này xuống giảm rồi không phải xuống tăng nữa, còn xuống tăng là tăng ở đây này, xuống tăng này, xuống tăng này, xuống tăng này, để nó lại tăng này, tăng khá là cao, tăng 1, tăng 2, tăng 3, xuống 1, xuống 2, xuống 3, tăng như nào thì xuống như thế. Đó, trên đây thì mình đã trình bày cho anh chị về bốn nguyên lý chọn giá của thị trường. Nhắc lại nhá, sóng này, xuống này, biên độ này, sóng này, chu kỳ này. Đấy, anh chị chỉ cần nghiên cứu một trong bốn cái đấy, anh chị cũng cũng giỏi rồi. Có thể là không sẽ không biết được hết tất cả bốn cái đấy, nhưng chỉ cần nghiên cứu một trong bốn cái đấy thôi. Và trong quá trình đầu tư ấy, mình chỉ cần biết một trong bốn cái nguyên lý đấy thì mình cũng là người thắng cuộc rồi. Mình chỉ cần biết xuống lên hay xuống là mình cũng 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 thắng rồi, chứ không cần biết là hết tất cả. Biết tất cả thì giỏi lắm mình biết tất cả được, còn mình chỉ cần biết một thôi thì cũng cũng như trong cái phân tích của mình ấy, cần phải có một trong bốn cái đấy, cần phải kết hợp một trong bốn cái đấy thì mình sẽ đầu tư nó sẽ an toàn và thắng lợi và thắng được trong thị trường này. Nên là nhớ anh chị rèn luyện cụ thể hơn. Còn nếu anh chị là không thời gian ấy, không có tìm ra rèn luyện để tìm hiểu ấy, thì có thể là vào nhóm của em sẽ kiếm hàng với anh chị trong quá trình đầu tư. Nói chung là như với cần điều kiện là anh chị phải về nhóm bên em thì chắc là phải là mở tài khoản bên VFS và gắn ID của em vào, thì em sẽ cho vào nhóm em, thì em sẽ tư vấn cho anh chị trong quá trình đầu tư. Thì để tiết kiệm thời gian cho anh chị thôi, thì chứ mình có thời gian làm việc khác thì em có thời gian thì em vẫn phân tích cùng anh chị, hỗ trợ anh chị trong quá trình đầu tư và đồng hành cùng anh chị. Và nếu anh chị nào là xem video của em thấy hay đấy thì đừng quên để lại một nút like, một nút subscribe kênh để ủng hộ của kênh của em. Và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo.